cùng mình làm món ăn siêu đơn giản với bột tam thất nha. Cái lúc bị nọ, hôm nay mình sẽ bật mí một sự thật mà 2 năm qua chưa ai nói cho bạn biết. Mình chính là một siêu đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới mà không ai biết đến. Ok, đầu tiên là sườn rửa sạch rồi mang đi luộc qua lần một. Trong thời gian chờ đợi mình sẽ đi sơ chế củ quả. Chị em nào có chồng hay đi uống nước ép lúa mạch ôm thì cứ chế biến củ cà rốt giống như em này. Đố dám đi luôn. Rổ rau củ với màu sắc quá đẹp tựa như chiếc đèn giao thông vậy. Sườn trần xong thì đem đi rửa lần nữa rồi trộn với bột tam thất. Cái này nhà mình dùng khá là thường xuyên vì tam thất rất tốt cho sức khỏe. Trộn đều xong thì lấy nước rồi mang đi hầm. Nào chị Trang té ra để cho Giang Hồ lấy nước coi. Còn bây giờ mình sẽ bật mí cho các bạn thêm một bí mật. Ngoài việc là một siêu đầu bếp thì mình còn là một bartender khét tiếng với thu nhập lên đến 1 tỷ đô lá mít một tháng. Mình sẽ pha thêm một cốc tam thất hòa cùng với mật ong để uống. Món này thì rất có lợi cho đường tiêu hóa, còn hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày. Tam thất còn có công dụng hỗ trợ tiêu các khối u lành, làm mát gan, giảm căng thẳng, tăng trí nhớ và vân vân mây mây các công dụng khác. Mọi người nên uống vào lúc sáng sớm hoặc là tối trước khi đi ngủ. Ngoài ra các chị em mà chăm uống trước khi đến kỳ dụng dâu khoảng 1 tuần sẽ giúp giảm cơn đau bụng đáng kể và điều hòa kinh nguyệt. Bây giờ thì món canh sườn đạt hạng 5 sao cấp ngõ của mình đã xong. Giờ cho mọi người xem thêm món vịt chiên và vịt luộc. Cả hai món này đều là do mình đích thân ngồi nhìn mẹ và chị dâu mình làm. Ô ô, dọn mâm lên ăn cơm thôi. Món ăn của mình dễ làm mà vẫn siêu bổ dưỡng. Bố mẹ mình cũng có tuổi rồi nên là rất cần những món ăn bồi bổ sức khỏe như thế này. Bạn nào quan tâm đến bột tam thất mà sợ hàng giả hàng nhái thì mình để ở dưới mũi tên này nha. Đây là mình đặt của chị Huyền Hu Hô. Bên chị Huyền thì quá là uy tín rồi đúng không? Có thể bảo hành lại còn được tặng kèm cả mật ong nữa. Nên mọi người cứ yên tâm là đảm bảo chất lượng. Mọi người còn biết cách chế biến nào hay ho với tam thất thì chia sẻ cho mình tham khảo với nha. Bye bye mọi người.